nghe tôn di nói chỗ cô có một chút rắc rối ánh mặt diệp thần hiện lên một chút không vui hỏi nhiều tuyết không ở cùng em sao cô ấy khá giỏi về chuyện kinh doanh chuyện công ty nên gọi cho cô ấy mới đúng tôn di trả lời nhiều tuyết đã cùng mẫu thân đi đón bà ngoại xuất viện rồi phải một tuần nữa mới quay lại giám đốc thẩm vừa mới bay đi giải quyết công việc rồi hiện tại đang ở trên máy bay gọi không được nói đến đây lời nói của tôn di có chút gấp gáp nói anh đừng hỏi nữa mau đến đây đi cao ốc hoa nguyên quốc mậu lầu 15. diệp thần vội đáp được em chờ ở đó anh đến ngay. Khi này ở chỗ Tôn Di có một thanh niên trong rất là trẻ trâu đang ngồi, phía sau có hai người đàn ông nghiêm nghị, mặc dù không có hành động gì, nhưng Tôn Di cảm giác được người đến không có ý tốt. Khi này tên thanh niên luôn đổi gặp người có quyền quyết định để nói chuyện. Tôn Di khuôn mặt có chút lo lắng nói, anh ấy đang đến, có chuyện gì anh có thể nói với tôi trước. Tên thanh niên gật đầu, khẩu khí vô cùng cao ngạo lên tiếng, cô có biết tập đoàn thiên chính của các cô đang thiếu nhất là cái gì không? Tôn Di cũng tò mò hỏi là đang thiếu cái gì tên này chỉ tay về tôn di nói cái các cô thiếu nhất chính là an toàn nếu tập đoàn thiên chính các cô muốn tồn tại ở tỉnh giang nam này nhất định phải có người chóng lưng ta tên là lôi chiết ta chính là ô dù cho các cô không cần ta nói nhiều thì cô cũng biết sức mạnh của gia tộc chúng ta ở tỉnh giang nam rồi nhỉ tôn di liền hiểu đối phương là đến để thu phí bảo kê nhưng nàng vừa mới đến nơi đây nên không biết nhiều tôn di chậm giải nói tôi vừa đến đây vài ngày xin anh nói rõ một chút tên thanh niên dùng thái độ dưỡng dưng nói ra yêu cầu của mình bọn ta là người nhà họ lôi ở giang nam ta cũng không đổi hỏi nhiều. Ta chỉ cần 20% cổ phần của tập đoàn này, từ nay về sau không ai ở Giang Thành này dám đụng vào các cô. Điều này đối với các cô mà nói là một chuyện vô cùng có lợi. Tôn Di giả vờ không hiểu nói, lôi tiên sinh chắc là đang hiểu lầm gì đó. Tập đoàn thiên chính chúng tôi hiện tại không có nhu cầu bán cổ phần, cho dù ngài có trả giá cao như thế nào thì chúng tôi cũng không bán. Lôi chích cười nói, tôn tiểu thư hiểu lầm rồi, nhà họ lôi chúng tôi không muốn mua, mà là các cô phải cho chúng tôi số cổ phần đó. Cô có biết địa vị trong giới kinh doanh của nhà họ lôi chúng tôi không? Việc phong sát tập đoàn thiên chính các người để như trở bàn tay. Tôn Di trên mặt hiện lên sự lo lắng hỏi, cậu có biết là mình đang nói cái gì không? Nàng biết rất rõ trong giới kinh doanh, các tập đoàn thường nương tựa vào một thế lực lớn, chấp nhận cho một ít cổ phần để cho công ty phát triển tốt. Ở Giang Thành khi khai trương có rất nhiều thế lực đến chúc mừng, hiển nhiên không ai dám thu phí bảo hộ. Nhưng đến Giang Nam này thì sẽ có không ít chuột trong hang, không biết được thế lực đứng đằng sau tập đoàn thiên chính. Tên lôi thiếu gia này không quan tâm đến lời nói của Tôn Di, ánh mắt thèm thuồng rơi trên người nàng sau đó thô bỉ mở miệng nói đi cũng phải nói lại không ngờ tập đoàn thiên chính lại có một vị chủ quản xinh đẹp như cô nếu cô phụng bồi ta một đêm thì ta sẽ bớt cho tập đoàn thiên chính này một ít cổ phần đến đây chìm vào tình yêu với ta lôi chết bị dục vọng làm mờ lý trí ở giang nam này với địa vị của hắn muốn một người phụ nữ nhất định không vấn đề gì hắn bún tay ra lệnh hai tên thuộc hạ ra ngoài canh giữ không cho bất cứ ai vào đây làm phiền tôn di khuôn mặt hiện lên sự lo lắng hỏi một câu rất dư thừa cậu muốn làm gì lôi chiếc không giấu được sự thèm khát bước đến trước mặt tôn di nói he 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 ta không có làm gì ta đây sẽ làm cô khi này một tiếng đùng vang lên kèm theo lời nói ta đến rồi đây chính là cửa phòng vỡ nát hai tên thuộc hạ nhà họ lôi bị đánh bay vào trong lôi chiếc tức giận quay lại thì thấy hai tên thuộc hạ nằm trên mặt đất khóe miệng trào máu tươi không còn hơi thở ánh mắt lôi chiếc hiện lên sự sợ hãi nhìn diệp thần diệp thần giọng nói băng lãnh không phải là ngươi đến tìm ta sao xem ra hôm nay ta không nhổ tốc của ngươi là không được dám định cấm sừng ông mày sao Diệp Thần không để ý đến lôi chết nữa, anh vội đi đến trước mặt Tôn Di hỏi, tên này có đụng vào em không? Tôn Di nói không. Sau đó tiến sát lại Diệp Thần nói, cũng may là anh đến kịp, nhân viên an ninh của công ty ngày mai mới đến, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo nói, không sao thì tốt rồi, nhân viên an ninh kia toàn bộ cho nghỉ, ngày mai anh sẽ cho cường giả đến đây chấn giữ, những chuyện ở đây để anh giải quyết, em ra ngoài trước đi. Tôn Di vội nói, hắn là người của lôi ra đến đây đòi 20% cổ phần của chúng ta làm phí bảo vệ, nói xong tôn di cũng rời đi lôi trích cảm thấy có cái gì đó không đúng trên mặt hiện lên sự lo lắng nhưng vẫn cứng miệng nói mẹ mày biết tao là ai không bố mày là hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị diệp thần cho một bạt tay diệp thần vừa đánh vừa hời hợt nói gia tộc tàng ái đúng không có tinh ông đây cho mày hết dương dương tự đắc luôn không lôi chết ôm mặt quát tàng ái cái gì tao là người nhà họ lôi ở tỉnh giang nam này mày dám đụng vào tao đến cả bố tao cũng chưa đánh tao bao giờ diệp thần lại cho lôi chết ăn một đấm thẳng mặt kèm theo lời nói tao không phải bố mày ông ta có đánh mày hay không liên quan gì tới tao lôi chiết hai tay ôm mặt hét bố đây chính là thiếu gia nhà họ lôi lôi chiết mày dám động vào tao nhà họ lôi sẽ không tha cho mày chưa nói hết thì lôi chiết lại ăn một đá của diệp thần bay ra xa mặt cho lôi chiết kêu la lấy gia tộc mình ra để hù dọa diệp thần trong vô vọng thì diệp thần vẫn chậm rãi đi đến túm lấy tóc của hắn kéo mạnh một mảng tóc lớn nhanh chóng bị kéo đứt diệp thần lạnh lùng nói hôm nay cho dù mày là ai tao cũng sẽ nhổ trụi tóc của mày lôi ra đúng không Diệp Thần lấy điện thoại gọi cho Diệp Lang Thiên, khi điện thoại kết nối Diệp Thần lạnh lùng nói: "Trong vòng 10 phút ta muốn nhà họ Lôi biến mất khỏi tỉnh Giang Nam, nhớ bảo gia chủ nhà họ Lôi trước khi chết, gọi cho tên nghiệt xúc Lôi chết một cuộc điện thoại." Khi này Lôi chết chậm rãi bò dậy mắn, đinh công mạnh, sao hay ra dày quá, trong 10 phút hủy diệt nhà họ Lôi tao, mày tưởng mày là ai? Diệp Thần lại lạnh nhạt tặng thêm cho Lôi chết một bạc tay nói: "Từ từ chờ đi, tin tức sẽ đến nhanh thôi." Quỳ trên mặt đất Lôi chết vẫn cứng miệng nói: "Mày dừng tay, đừng đánh nữa." bố tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu lúc này điện thoại trong người lôi trích có tiếng chuông vang lên lấy điện thoại ra lôi trích cười đắc ý khi thấy người gọi đến chính là ba ba yêu dấu của mình lôi trích tròm dậy khoe mẽ uy hiếp diệp thần bây giờ mày dừng lại vẫn còn kịp bằng không tao sẽ nói tất cả những gì mà làm cho bố tao biết diệp thần lạnh nhạt nói nghe máy đi đừng phí lời nữa thấy sự bình thản của diệp thần trong lòng lôi trích hiện lên sự lo lắng tại sao bố lại gọi điện thoại vào lúc này hắn nói trong vòng 10 phút hủy diệt nhà họ lôi không phải là thật chứ ánh mắt diệp thần một lần nữa chàng ra băng lãnh nói đây là cuộc điện thoại cuối cùng của cuộc đời mày đấy còn không nghe đi video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn